Với vùng đất Tây Ninh, các khâu chăm bón cho cây mãng cầu, nhất là giai đoạn sau thu hoạch, nhà vườn cần chú ý điều gì? Những nội dung này sẽ có trong chương trình hôm nay với sự tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Xin được kính chào quý vị và quý bà con nông dân. Thưa quý vị, mở đầu cho chương trình canh tác thông minh ngày hôm nay thì như thường lệ, chuyên mục Nhà nông và thị trường sẽ gửi đến cho quý vị và quý bà con các thông tin nông nghiệp nổi bật trong tuần vừa qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Rau quả chế biến vào nhóm hàng tỷ đô la Mỹ. Năm 2022, lần đầu tiên xuất khẩu rau quả chế biến của Việt Nam vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong những năm gần đây, sản phẩm rau quả chế biến luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao, ngay cả trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng các sản phẩm chế biến có xu hướng gia tăng trên toàn cầu. Dự báo thị trường trái cây và rau quả chế biến thế giới sẽ đạt khoảng 392 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Sầu riêng xuất khẩu mang về gần nửa tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu sầu riêng năm 2022 tăng mạnh chủ yếu nhờ được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Với giá trị xuất khẩu mang về gần nửa tỷ đô la Mỹ trong năm 2022, sầu riêng đã trở thành loại trái cây xuất khẩu số 2 của Việt Nam sau thanh long. Xuất khẩu sắn thuận lợi, giá tăng 30 đô la một tấn. Theo Hiệp hội Sắn Việt Nam, xuất khẩu sắn đang trở nên thuận lợi hơn sau khi Trung Quốc từ bỏ chính sách Zero Covid. Nhờ vậy, giá sắn trong nước và xuất khẩu đang tăng 30 đô la một tấn. Xuất khẩu lá tre, lá sắn, lá chuối thu về triệu đô. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, trong năm 2022, nhiều loại lá của Việt Nam như lá tre, lá sắn, lá chuối tiếp tục được xuất khẩu ra nước ngoài, thu về trên 8 triệu đô la Mỹ. Trong đó, lá tre có giá trị xuất khẩu cao nhất với 2 triệu đô la Mỹ. Tiếp đó là lá sắn với 1,8 triệu đô la Mỹ, lá chuối mang về 1 triệu đô la Mỹ. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc là một trong những thị trường xuất khẩu chính của các loại lá từ Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, thưa bà con nông dân, với vùng đất Tây Ninh thì đặc thù về đất đai và thổ nhưỡng đã tạo nên chất lượng rất riêng cho trái mãng cầu. Quy trình canh tác là cây ăn trái đặc sản của vùng đất này cũng được bà con tích góp và hoàn thiện qua từng mùa vụ. Và trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị, quý bà con, chúng ta hãy cùng tới thăm vùng đất Tây Ninh và hãy cùng tìm hiểu các khâu chăm bón cho cây mãng cầu, nhất là giai đoạn sau thu hoạch của nhà vườn nơi đây nhé. Khí hậu ôn hòa quanh năm, ngày nhiều nắng nhưng nhiệt độ không quá gắt, cùng chất đất xám bạc màu trên nền phù sa cổ của vùng đất quanh chân núi Bà Đen, Tây Ninh đã tạo điều kiện cho cây mãng cầu ta phát triển và tạo nên thương hiệu mãng cầu Bà Đen Tây Ninh, nức tiếng cả vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Hiện nay nhu cầu của thị trường đối với trái mãng cầu Tây Ninh cũng rất lớn trong và ngoài nước, đặc biệt là từ sau khi trái cây này được đăng ký thương hiệu. Riêng với nhà vườn canh tác cây mãng cầu nơi đây, kinh nghiệm đúc kết nhiều năm đã cho bà con kỹ năng sản xuất mãng cầu đạt hiệu quả cao về cả năng suất và chất lượng. Trong đó, để củng cố thêm thương hiệu mãng cầu Bà Đen, nhiều nông dân nơi đây đã và đang chuyển từ sản xuất truyền thống sang sản xuất chất lượng cao theo chuẩn Việt Gáp. Hợp tác xã mình đã thành lập lâu rồi, từ năm 2005 rồi. Thì hồi đó cái hướng làm của mình làm hồi đó là làm hàng để giảm lớp bớt cái lượng thuốc rồi làm gọi là hàng sạch đó. Đó, thì mình theo cái chương trình đó, ví dụ như những vườn cây này nè, bây giờ thu hoạch xong đó, thì mình bón lót là thường phải dùng bón phân hữu cơ, hoặc mình thường là mình bón cái phân trùng quế đó. Đó, thì mình làm theo cái quy trình Việt Gáp, thì hợp tác xã cũng đã có cấp giấy chứng nhận Việt Gáp cũng gần 30 hecta, chủ yếu là giờ mình có mấy cái hợp đồng như chỗ là Coop Max, rồi chỗ Satra, rồi mấy cái cửa hàng sạch, rồi những cái cửa hàng mà những cái chỗ mà những cửa hàng mà người ta buôn bán hàng mà hàng mà gọi có thương hiệu á, thì mình cung cấp cho những cái thị trường đó. Thì ở Hà Nội, Đà Nẵng, rồi thành phố Hồ Chí Minh mình cũng có tiêu thụ. Hiện nay hầu hết diện tích canh tác mãng cầu Tây Ninh đều có áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, sử dụng phân bón hữu cơ hoai, hữu cơ vi sinh, tưới phun tự động, bao trái, kỹ thuật xử lý ra hoa trái vụ, tuốt lá mãng cầu để cây ra hoa theo thời gian mong muốn.
Đây cũng là điểm độc đáo trong cách canh tác của cây mãng cầu nơi đây so với các nơi khác. Vì vậy, Tây Ninh luôn có sản phẩm mãng cầu cung ứng cho thị trường quanh năm. Sản lượng mãng cầu có thể đạt khoảng 10.000 tấn một tháng vào lúc cao điểm. Như là qua cái giai đoạn mà nó mang trái thì nó đã cây nó đã mất sức rồi. Đó, thành ra là khi thu hoạch xong á là mình làm cỏ nè, như giai đoạn này nè, chuẩn bị làm trái lại á, là sau thu hoạch mình bón là bón hữu cơ. Bón phân hữu cơ là hữu cơ vi sinh á, rồi hoặc là phân trùng quế. Nó là mình bón lót là bón đó là cũng là chính á. Rồi khi đậu trái rồi mình cũng bón về cái phân hầm phân NPK, phân vô cơ để mà thúc trái. Đấy, nhưng mà mình quản lý được cái vấn đề chỗ là về cái dư lượng thuốc cũng như dư lượng phân bón. Đấy, rồi ví dụ là mãng cầu cũng như là trái cây thì nó cũng hay bị cái con ruồi vàng. Ruồi vàng nó đục vô trái thì làm trái mình có dòi á. Thì khoảng là trong tầm khoảng 3 tháng, 10 ngày tới 3 tháng rưỡi là mình bao từ trái. Đấy, thì coi như mình cách ly thuốc là theo quy trình Việt Gáp. Vì có thể cho trái theo ý muốn nên nhà vườn thường có thói quen chuẩn bị xử lý cho ra hoa ngay sau khi thu hoạch để bắt đầu vụ mới. Tuy nhiên, các nhà khoa học khuyến cáo điều này là không nên vì có thể khiến cây nhanh suy do chưa có đủ thời gian phục hồi sau thời gian nuôi trái. Các nhà khoa học khuyến cáo, kết quả khảo sát cho thấy vùng đất trồng mãng cầu ở Tây Ninh là đất xám bạc màu trên nền phù sa cổ, hàm lượng hữu cơ chỉ dưới 2%, trong khi chỉ số hàm lượng hữu cơ trong đất cần phải chiếm từ 4 đến 5% trở lên thì mới tốt cho cây trồng phát triển. Ngoài ra, hữu cơ thấp cũng sẽ làm cho khả năng giữ nước, giữ dưỡng chất của đất kém đi. Vì vậy, nhà vườn cần bổ sung hữu cơ cho cây ngay sau khi thu hoạch. Việc bón phân hữu cơ này, bà con có thể sử dụng các loại hữu cơ truyền thống của địa phương như từ phân bò hoai mục hay từ vỏ thân đậu phộng, ủ hoai, bón với liều lượng từ 10 đến 20kg một gốc. Hoặc bà con có thể bón phân hữu cơ đầu trâu organic đa dụng, lượng bón từ 3 đến 5kg một gốc. Ngoài ra, do vùng đất này khá chua, pH chỉ từ 4.5 đến dưới 5, nên việc tiếp theo bà con cần làm là bón phân cải tạo pH đất, vừa để gia tăng hiệu quả sử dụng phân bón, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật có lợi trong đất phát triển, hạn chế bệnh rễ cho cây. Bằng cách bón vôi với lượng bón 1kg một gốc. Tiếp theo, do đất xám nghèo dinh dưỡng, bà con nên bón phân NPK đầu trâu 20-20-15 cộng TE, lượng bón 500 gram một gốc, hoặc bón đầu trâu AT1, lượng bón 500 gram một gốc để cung cấp dinh dưỡng cho cây nhanh chóng phục hồi. Thời gian chăm bón phục hồi cây mãng cầu sau thu hoạch này có thể kéo dài trong một tháng là đủ, đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc khai thác hai vụ một năm của bà con, nhưng lại đảm bảo cây sinh trưởng tốt cho năng suất, chất lượng bền vững về sau. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, Tây Ninh với đặc trưng là đất xám bạc màu nên để cây mãng cầu sinh trưởng tốt sau một thời gian dài nuôi trái thì nhà vườn sẽ phải chú trọng hơn ở khâu chăm bón. Cần bổ sung đầy đủ và cân đối các thành phần dưỡng chất phù hợp thì cây mới nhanh chóng phục hồi cho năng suất tốt hơn ở vụ mùa tiếp theo. Và ngay bây giờ, mời quý vị sẽ cùng đến với phần tư vấn chi tiết của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Chúng ta cần chú ý gì sau khi thu hoạch là chúng ta cần phải để cho cây phục hồi và để cải tạo đất trong cái thời gian mà cây ngủ nghỉ. Nhiều bà con nông dân như vậy là sau khi thu hoạch trái đó thì lại tiếp tục cho cái cây mãng cầu ra hoa để làm cái vụ tiếp theo. Cái điều này tôi nghĩ rằng nó sẽ dẫn đến cái việc gọi là cây mau suy kiệt và chúng ta cũng không có thời gian để cho đất nghỉ. Thì cái giai đoạn mà sau khi thu hoạch chúng ta phục hồi cây và cải tạo đất bằng cách nào? Cái thứ nhất là chúng tôi đề nghị bà con mình cần phải có bón phân hữu cơ. Bởi vì qua cái khảo sát mà cái vùng mà trồng mãng cầu của tỉnh Tây Ninh, mà cái vùng trọng điểm, thì cái đất mà trồng mãng cầu này là một cái đất xám bạc màu trên nền phù sa cổ. Nên cái hàm lượng hữu cơ ở trong đất rất là thấp. Nó dưới 2%. Như vậy thì hữu cơ thấp nó sẽ làm cho cái khả năng giữ nước cũng của đất cũng như là giữ dưỡng chất rất là kém. Và một cái điểm mà bà con cần phải lưu ý trong cái giai đoạn sau thu hoạch này nữa, đó là phải bón phân để cải tạo pH của đất. Thông thường thì nó có thể chiếm từ 4,5 cho tới dưới 5
thì đất như vậy là chua lắm. Và bà con biết rằng trong cái chăm tác chúng ta cần phải đất cần phải có cái pH là trên 5,5 để nó làm gia tăng cái hiệu quả sử dụng của phân bón, cũng như là để cho các cái vi sinh vật mà có lợi ở trong đất phát triển và hạn chế những vi sinh vật có hại trong đất. Bởi vì chúng tôi qua cái khảo sát thì cho thấy là cái mảng cầu ta mà trồng ở Tây Ninh á, ở những cái vùng mà có pH thấp không được cải tạo thì cái bộ rễ của cây rất dễ bị cái nấm mà tấn công, nấm bệnh tấn công, nó làm cho cái cây như vậy là bị suy kiệt rất là mau. Thì ở đây để mà cải tạo pH thì bà con có thể sử dụng vôi mà bà con dùng cái đá vôi nung đó. Thì nếu như sử dụng cái loại đá vôi nung này thì bà con cần phải tả ra cái thành bột và bón đều lên trên cái mặt đất ở chung quanh cái gốc của đều tất cả các dụng mà gọi là đất trồng mảng cầu đó, bà con bón đều lên hết. Thì sau khi bà con đã bón phân hữu cơ và bón phân để cải tạo đất thì bà con cũng nên mà bón thêm cái phân vô cơ để mà phục hồi cây sau cái thời gian mang trái. Bởi vì cái đất mà phù sa cổ hay là cái đất xám bạc màu trên nền phù sa cổ này thì khá là nghèo dinh dưỡng, nên sau một cái thời gian mang trái như vậy thì đất nó cũng khá là kiệt quệ. Nên chúng tôi đề nghị là bà con bón thêm cái phân vô cơ. Thì phân vô cơ ở đây thì bà con có thể sử dụng NPK đầu trâu 20-20-15, hoặc là bà con có thể dùng cái phân chuyên dùng cho cây ăn trái, tức là đầu trâu AT1. Thì với những hai cái loại phân này thì bà con có thể bón với một cái liều lượng là khoảng cỡ 500g cho mỗi gốc. Và cái cách bón cái phân vô cơ thì bà con nên xới sáo nhẹ đất ở chung quanh cái hình chiếu của cái tán của cái cây mãng cầu á, thì bà con bón vào trong đó, bà con lấp đất lại rồi có thể là cung cấp nước cho nó. Vì như vậy là sau khi thu hoạch trái thì chúng tôi đề nghị là bà con bón phân hữu cơ, bón phân cải tạo độ chua của đất và đồng thời bón phân vô cơ để vừa phục hồi cây cũng như là để cải tạo đất. Thì như vậy thì cái vườn cây mãng cầu của mình nó mới được bền. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, tiếp theo thì sẽ là thời lượng dành cho tiểu mục quen thuộc Alo Canh Tác Thông Minh. Chào cô Kim Triều. Thì thường đối lại với cây mía, nếu mà có cái điều kiện thì ở cái thời điểm mà mía chín á, nghĩa là trước khi thu hoạch, thì người ta cũng có xử lý cái gọi là cái hormone để cho nó tập trung cái chữ đường để mà tăng cái chữ đường. Nhưng mà ở Hậu Giang của mình á, theo tôi biết thì khi cái cây mía chín á, thì nó rất là cao, nhiều khi nó cao tới 2-3 thước như thế này, mà mình trồng cái mật độ cũng khá là dày, nên cái vấn đề mà phun phân bón lá hay là cái những cái hạt mô lên trên lá để cho cái cây mía mà tăng trữ đường ở cái giai đoạn mía chín này rất là khó. Nên tôi có một cái nghiên cứu thấy rằng là xử lý cái cây mía ở cái giai đoạn đầu á, lúc đặt hôm cũng như lúc cái cây mía còn nhỏ thì nó cũng làm tăng năng suất và tăng cái trữ đường về sau. Thì bây giờ khi mà lúc mà trước khi đặt hôm mía đó thì cô có thể sử dụng một cái hormone nó gọi là Eatren. Thì cái hormone Eatren này á thì trên thị trường thì nó cũng có, là cái hoạt chất của nó là gọi là Eatephong. Thì cái chất này khi mà mình xử lý lên trên cái cây trồng á thì nó sản sinh ra cái gọi là cái khí ethylene. Thì bây giờ cô có thể sử dụng cái này theo hai cách. Cái cách thứ nhất là ngâm, có nghĩa là khi trước khi mình đặt hôm mía thì sau khi chặt hôm mía rồi đó, mình có thể là dùng làm một cái dèo rồi mình pha cái chất gọi là Eatren này đó với một cái nồng độ là 100 ppm, rồi thì mình cho cái hôm mía đã chặt này vào trong cái dung dịch đó và ngâm qua đêm, rồi sau đó là sáng hôm sau đem trồng. Và cái cách thứ hai đó thì cô có thể là trồng cho nó trồng bình thường để cho cái cây mía nó lên thành ra, nó nảy mầm rồi nó lên thành cây con. Thì lúc đó cô có thể là phun cũng được. Rồi sau đó cô xử lý thêm
Một cái loại hormone nữa nó gọi là GA3, gọi là gibberellin đó. Thì cái chỗ này thì bà con mình cũng biết nhiều. Cô phun như vậy là cho làm 3 lần, cỡ khoảng là 30 ngày rồi 60 ngày, 90 ngày, tức là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng sau khi trồng đó. Thì cô phun làm 3 lần với một cái nồng độ phun đó là 30 ppm cái GA3. Thì với cái cách xử lý như thế này thì người ta thấy rằng cái cây mía nó nhảy chồi tốt hơn, nó dương lóng, tăng năng suất, và đồng thời khi mà nó chín thì trữ đường nó cũng tăng hơn, mà cô cũng dễ xử lý trong cái điều kiện của tỉnh Hậu Giang của mình. Xin chào chương trình Canh Tác Thông Minh. Xin hỏi các chuyên gia, nhờ chuyên gia tư vấn tôi cũng như số bà con trồng mãng cầu như sau. Là mãng cầu sau khi đun cành tốt lá 10 ngày thì nó ra hoa và đậu trái. Từ ngày qua nở cho đến đậu trái là 40 ngày. Nhưng hiện nay cái mãng cầu rụng và khô bông rất là nhiều. Một phần nữa là hiện nay ở cái khu vực này là ngày nắng nóng khoảng 36 độ, đêm 21 độ. Có phải do thời tiết chênh lệch ngày và đêm kèm theo sương muối, cho nên là cây mãng cầu nó khó đậu. Xin hỏi chuyên gia làm như thế nào và cách khắc phục. Xin kính chào chương trình. Giải đáp câu hỏi tuần trước, phương pháp bón phân hữu cơ cho cây công nghiệp dài ngày là bón lót khi trồng và hàng năm sau khi thu hoạch, tỉa cành tạo tán tiếp tục bón lại. Xin chúc mừng khán giả Huỳnh Văn Sến, tỉnh Kiên Giang đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án B của câu hỏi. Phần quà một cạc điện thoại trị giá 300.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này, triệu chứng thiếu đạm trên cây ăn trái xuất hiện đầu tiên là ở lá nào? A. Lá non. B. Lá mới trưởng thành. C. Lá già. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM khoảng cách câu trả lời đúng và gửi về số tổng đài 084-3968-777. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị, quý bà con nông dân đã cùng dành thời gian quý báu của mình để theo dõi đến phút cuối của chương trình hôm nay. Và đối với mọi thư từ góp ý, xin được mời quý bà con hãy gửi về hộp thư Canh Tác Thông Minh vtv9a@gmail.com hoặc là Canh Tác Thông Minh a@bìnhdiền.com. Bên cạnh đó là tổng đài quen thuộc 084-3968-777. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc là kênh YouTube Canh Tác Thông Minh VTV9 hoặc V9 Online. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ở giai đoạn này, nhà vườn Tây Nguyên sẽ cần phải lưu ý những điều gì? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh Tác Thông Minh phát sóng ngày 19 tháng 2 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Bộ.